tiền nội ồ ạt mua vào, thị trường xanh mướt, dạt dào cổ lên. Tâm lý thị trường ổn định dần khi ghi nhận thanh khoản trung bình 15.000 tỷ đồng một phiên trong gần 10 phiên trở lại đây. Bên cạnh đó, kỳ vọng về một nhịp điều chỉnh lãi suất điều hành tiếp tục hỗ trợ VN Index bật tăng gần 4 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, tiến về vùng giá 1.070 điểm. Riêng nhóm vốn hóa lớn VN 30 tăng khá hơn gần 5 điểm. Độ rộng đẹp mỹ mãn, 263 mã tăng trên 125 mã giảm, dù biên độ tăng giá của các nhóm ngành không quá xuất sắc, trung bình 1%. Xây dựng là nhóm tăng trưởng tốt nhất 2,5% với bộ ba bật hết biên độ gồm CII, LCG và HBC nhờ thông tin chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Điện và thiết bị điện tăng 1,51% nhờ thông tin xoay quanh quy hoạch điện 8 và hiện tượng El Nino, thiếu điện trầm trọng. Vật liệu xây dựng tăng theo 0,95%, chứng khoán tăng 0,82%, dầu khí tăng 0,79%, ngân hàng tăng 0,36% và bất động sản tăng 0,13%. Đi cùng với đó là những cổ phiếu kéo điểm tăng hôm nay, gồm TCB tăng 2,87%, VPB tăng 2%, MBB tăng 1%, GVR tăng 1,5% kéo 2 điểm cho VN Index. Ở chiều ngược lại, VCB giảm 1,17%, kéo dìm 1,31 điểm của thị trường. Thanh khoản 3 sàn hôm nay khớp lệnh 14.300 tỷ đồng, cung hàng ra tới đâu lực cầu chủ động hấp thụ tới đó, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước rất vững trong ngắn hạn, bất chấp khối ngoại bán mạnh 468 tỷ đồng xả toàn VNM, VND, HPG.